Bí thư Điện Biên Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải thay ông Nguyễn Văn Thể vừa được miễn nhiệm. Sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại kỳ họp thứ tư diễn ra sáng 21 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Người được giới thiệu cho vị trí này là ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông hiện là ủy viên Trung ương khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tốt nghiệp hệ cao đẳng của Học viện Ngân hàng năm 1995 khi tròn 22 tuổi. Ông tiếp tục lấy bằng cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và cử nhân Đại học Kế toán Tài chính. Sau đó ông học lên thạc sĩ tại Học viện Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ, rồi học lên tiến sĩ tại Học viện Tài chính. Bắt đầu làm việc tại Việt Banh vào năm 1996 với vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại của chi nhánh Ba Đình. 4 năm sau, ông Thắng trở thành thư ký tổng giám đốc Việt Banh. Đến năm 2003, ông kiêm thêm chức vụ phó tránh văn phòng Việt Banh. Tiếp đó, ông giữ cương vị phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp lớn của Việt Banh giai đoạn 2006-2009. Sau khi luân chuyển về làm giám đốc Việt Banh chi nhánh Hà Nội, ông Thắng trở thành tổng giám đốc Việt Banh năm 2011 và chủ tịch Việt Banh năm 2014. Tháng 7 năm 2018, ông được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Một năm sau, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và giữ cương vị đó cho đến tháng 10 năm 2020 khi được Bộ Chính trị điều động về Điện Biên và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.